Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Mình là Phạm Thị Dũng. Rất vui khi ngày hôm nay mình được có mặt tại thành phố Huế. Ngày hôm nay mình sẽ có dự định bắt đầu. Mình sẽ gặp gỡ anh Văn Hải, chủ của kênh là Cuộc Sống Miền Trung. Nhưng thì mình đã đến đây và mình đã chờ anh Hải thì có một cái thay đổi đột xuất. Đó là anh Hải đang về quê đám giỗ và anh Hải hẹn mình là buổi chiều nay sẽ gặp và gặp ở một nơi khác. Vậy thì chiều nay mình sẽ đến gặp anh Hải. Mình tính ra về thì mình lại có một cái tin rất là vui. Đó là anh Hải đã cho mình cái số điện thoại của hai vợ chồng mà đi cùng anh Hải trong suốt thời gian vừa qua để ra cùng giúp anh Hải đến giúp đỡ đến hai ba mẹ con người rừng tại Huế. Và hôm nay mình đã hẹn hai vợ chồng anh đó ngay tại thành phố Huế và mình sẽ tìm hiểu về câu chuyện của anh chị. Vì mình cảm thấy rằng là trong thời gian vừa qua đấy, anh chị mình có rất nhiều người là fan của mình. Họ cũng là ngưỡng mộ anh chị vì những cái công việc mà anh chị đang âm thầm làm việc cho ba mẹ con người rừng khi mà hỗ trợ cùng với anh Hải. Tuy nhiên thì có một số câu hỏi người ta cũng nhờ mình đặt đến, đó là có phải rằng là vợ chồng anh này là người bà con với bên gia đình dòng họ của em Hải, em Hiếu hay không, em Hiền hay không, hay là rồi người này là họ làm, hay là người này là họ là có phát tâm làm từ thiện vì thấy hoàn cảnh như vậy, có phải rằng là họ làm một cái doanh nghiệp hoặc là một người giàu có để làm từ thiện. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng vào xem câu chuyện của mình, cùng trò chuyện cùng với hai vợ chồng người này nhé. Quán cà phê mình hẹn hai vợ chồng anh chị, đó là quán cà phê Gạo ở số 132 Lý Thái Tổ, phường An Hòa, thành phố Huế, nằm sát bên của bến xe phía Bắc thành phố Huế. Rồi, em chào anh chị. Rồi, em chào chị. Dạ, em là Dũng. Dạ, chào anh. Anh là tên gì? Là Lưu. Anh Lưu hả? Dạ. Thưa mọi người, trước mặt mọi người đó là anh Lưu. Anh Lưu. Một người đang âm thầm giúp đỡ ba mẹ con người rừng cùng với chủ kênh YouTube là Cuộc Sống Miền Trung, đó là của em Văn Hải. Như mình đã nói thì có lẽ nhiều người đã rất là ngưỡng mộ khi mà xem trên kênh đó, đã thấy hai vợ chồng anh chị đã có mặt trong thời gian vừa qua và bỏ công bỏ việc nhiều khi mà ra đến từ miền Nam xa xôi, ra đến thành phố Huế ở miền Trung để giúp đỡ gia đình họ. Một số bạn là fan của mình cũng đã hỏi, là đôi họ cũng đặt câu hỏi, đó là có phải rằng là anh chị là người bà con gì với bên chỗ gia đình ba người rừng đó hay không. Thì có người thì nói là hay là anh chị là một người có điều kiện và đi chuyên đi làm từ thiện, muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thì nay là mình rất vui khi mà ngay tại thành phố Huế mình cũng chuẩn bị đi vào bay vào thành phố Hồ Chí Minh, thì mình đã hẹn được vợ chồng anh chị và đã đến đây uống ly cà phê, và mình muốn anh chị chia sẻ về những cái công việc âm thầm lặng lẽ mà anh chị đang làm. Anh Lưu, anh cho biết là cái lý do mà anh đang muốn đồng hành cùng với Văn Hải đó là lý do gì không ạ? Cái lý do của mình là mình cũng sống bên mặt bên hơi bên tâm linh một chút, là mình phải chọn mặt gửi vàng, thấy là có Hải có tâm trong cái việc làm một chút. Người thật việc thật. Dạ.
Rồi thứ hai nữa là do về mặt tâm linh của mình á, là mình á, là trước đây á, mình cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, cũng có công ty nhỏ. Dạ. Nhưng mà vấn đề á, là cái tâm linh á, là bên dòng họ của mình á, là có một cái bên tâm linh từ thời ông cố là. Dạ. Cho nên á, là có điều kiện là nhà, bắt cha mình phải đi theo con đường tâm linh. Là bắt cha mình đi làm bên tâm linh, nhưng mà cha mình là năm 32 tuổi là cha mình đã được mượn khẩu là bắt cha mình phải đi làm thầy đi cứu người. Wow. Nhưng mà cha mình á, là vì thương sáu đứa con, sáu đứa con ruột là sợ mẹ mình một đơn côi một mình để mà nuôi con thì cha mình không đồng ý, thì cha mình lúc đó cha mình cũng có danh có tiếng ở một cái xã một cái huyện chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà khi cha mình á, là không đồng ý làm chuyện đó thì cha mình làm tới đâu đụng bại tới đó. Cái đó là về mặt tâm linh. Thì năm 2013, 2014, 2015 thì trong mình có những triệu chứng mà giống như cha mình năm 32, 33 tuổi. Thì lúc đó mình cũng phản kháng, nhưng mà phản kháng càng phản kháng thì công ty của mình, công việc làm của mình tất cả đều bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Thì năm 2015, 16 gì đó là vô tình đó là mượn mình để nói chuyện với cha mình là tao nói mày không có nghe, chỉ vô mặt cha mình tao nói mày không có nghe, mày đã cãi tao từ năm 32 tuổi tới bây giờ là 60 mấy tuổi rồi, mày làm được những chi? Thằng này đáng lý ra là nó sẽ giàu có vì đầu óc nó tính toán rất là nhiều, nếu mày nghe lời tao làm thầy thì thằng con của mày hôm nay nó đỡ lắm. Cha mình lúc đó cũng giận là nói là mày thằng mất dạy. Cái mình trả lời là tao không, nó không phải là thằng mất dạy mà chính mày, tao dạy mày không nghe. Hôm bây giờ tao phải mượn khẩu nó, tao phải nói với mày. Và tao nói với mày kể từ đây là nó là thuộc về sự nghiệp của tao chứ không phải là con của mày. Thì khi đó là mình khi mình mà bị mà mình tỉnh lại á thì mình đã không dám về gặp cha mình gần một năm trời. Tại vì mình là một đứa con bất hiếu, mình dám chỉ vào mặt cha mình chửi đi mà mày mình tao là cái đó là đau khổ là tột cùng của tôi. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, khi mà tôi là người ngày xưa tôi rất là nhậu rất nhiều chứ không phải ăn nhậu, nhưng mà khi mà tôi không nhậu á thì cái giò tôi bị thấy. Đây là một vết thương lòng của tôi đây. Từ đây xuống đây nó gãy chân. Nó gãy. Mà một vết thương á, cái sắt còn nằm trong này. Một vết thương mà nó kéo dài như thế này. Mà nằm là 30 ngày ở bệnh viện 7A. Thì tôi mới nằm. 7A là chỗ nào anh? 7A thành phố Hồ Chí Minh quận 5 á. Tôi mấy á trong tâm tôi là bây giờ tôi bắt đầu cũng hướng về gia tộc, hướng về chủ quyền của tôi. Tôi mới thầm giái á là con bây giờ con xin ông độ mạng và chủ quyền thất tổ của con, nếu con sai á thì cho con xin lỗi. Bây giờ nếu mà cho con giữ cái giò con lại đừng tháo khớp thì con sẽ bắt đầu con tu. Thì bắt đầu là tôi có hỏi bác sĩ, tại vì bác sĩ nói là khả năng gỡ khớp háng rất là cao, tôi sợ tôi mới xin. Thì sau đó là nó không còn nữa mà bắt đầu nó có triệu chứng nó lành. Nhưng mà cái khổ thai là một năm mấy sau nó vẫn chưa lành các quý vị. Nó không lành, nhưng tới miễn mà uống thuốc một ngày 100.000 mà uống thuốc vô á thì 3 ngày đầu nó sẽ lành, 4 ngày sau nó sẽ chảy. Nó chảy giống như một cái vết thương mà bị làm độc. Nó cứ chảy hoài mà đi tới đâu thì cái giò nó không ấy. Nhưng mà có đặc biệt nha, các vị biết đi núi không? núi cấm á, là tôi lội chân á, là đố cái người thanh niên nào lội lại. Cái người bình thường là lội không lại. Tôi thấy cái điều rất là được. Cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, thường là đi qua bên cây quế của núi cấm á, là cái đường dốc, nếu mà thanh niên bình thường lội lên đó rất là mệt, còn tôi lội lên đó tôi rất là khỏe. Cái điều đặc biệt đó. Rồi khi mà trong tâm tôi khởi lên đó là bây giờ mình phải lên trên ông đó, là ông đó là ông xài xã hùng đó, là tôi có lên đó thì ông ta nói là bây giờ cái vết thương này là bên tâm linh rồi, thì bây giờ này mày nếu mà tao trị cho mày hết bệnh á, nó lành hẳn thì mày phải đi theo tâm linh. Rồi mình cũng có, mình cũng hơi giận, tại vì mình đang có làm việc cho nhà nước, mình có cái công cơ sở riêng của mình, nhưng mà lúc đó thì mình hơi bực, mình mới nói á, tại lúc đó mình cũng nổi cáo lên rồi, tại vì nó cứ một năm mấy mình cứ lập dập hoài, mình mới nói á, nếu mà ông mà trị bệnh cái giò này của tôi trong 2 tuần được thì ông muốn làm cái gì cũng được.
thì cái mầu nhiệm thai là chỉ trong vòng 3 ngày thôi tấm nhiệm. Dạ. Thì từ chỗ đó là tôi sẽ bỏ hết, bỏ tất cả. Và tôi cũng nói đến chính giờ, nói rõ là tôi là Nguyễn Hoàng Lưu, là cái người mà bị xã hội ở trong miền Nam hiện giờ, nhất là ở gia đình tôi. Dạ. Và giờ gia đình bên vợ tôi đang nguyền rủa tôi. Wow. Chấp nhận hết. Nói tôi là một thằng con mất dạy hay là bất hiếu, là bỏ vợ bỏ con ra đi. Tôi cũng xin thưa luôn là tôi hiện giờ không còn sống. Tôi sống bây giờ là tôi không phải sống cho gia tộc gia đình tôi hiện tại, mà tôi sống cho gia tộc của tiền kiếp của tôi. Dạ. Và đây là Hồ Thị Nhàn, là bên cũng sống về mặt tâm linh của tôi. Yeah. Hai chúng tôi là hai vợ chồng lắp ghép. Yeah. Và lắp ghép này á, là ngày 7 tháng 7 là lắp ghép, là đúng ngày 7 tây rồi, 7 tây tháng 8 là đúng là cái ngày lắp ghép của vợ chồng tôi. Yeah. Tôi thì đi ra Huế là ngày 19 tháng 11 năm 2018 tới nay, còn Hồ Thị Nhàn này ra đây là mới ngày 6 tháng 8 năm 2019. Yeah. Nhưng mà hai đứa tôi là cái này cái duyên tiền định, cái yeah. tôi giải thích rõ yeah. tiền định. Và hai đứa tôi hiện giờ là cũng đang đối mặt với những cái lời thị phi ở yeah. tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Tôi là một thằng bỏ vợ bỏ con đi lo bên ngoài, tôi có hai đứa con. Yeah. Vợ tôi lắp ghép cũng có hai đứa con. Yeah. Nhưng mà hai đứa tôi rất là muốn một sống một người bình thường, nhưng mà không thể. Yeah. Cho nên tôi vì bé Hiếu này là tôi xin thưa quý vị là về mặt tâm linh tôi nhìn bé Hiếu và tôi biết có Hiếu không bị bệnh. Yeah. Cho nên khi mà tôi xem tôi đang ở gần mộ của Gia Long á, tôi bị tâm linh của tôi dẫn tôi ra mộ Gia Long đi sống. Yeah. Thì khi mà ngày 6 tháng 8 tôi có gì đó một lần nữa. Yeah. Trước đó tôi đã đi tới luôn rồi nhưng mà tôi không có hề gặp Nhàn. Yeah. Thì khi mà ngày 7 tháng 8, tức là ngày 7 tháng 7 âm lịch đó, yeah. là ngày mưa ngâu đó, là yeah. hai chúng tôi vô tình gặp nhau thì bắt đầu mới có cái chuyện đó. Oh. Yeah. Đó là những cái rất tiếc mà chúng tôi, là tôi biết các quý vị đó là theo khoa học, thì tôi cũng là người theo khoa học. Yeah. Nhưng mà có những cái vấn đề là mình không giải thích được. Mm. Tại sao có những cái mà tôi nhìn thấy mà một giấc mơ mà tôi ngủ, là giấc mơ các quý vị có từng mà giấc mơ nào giấc mơ nói tiếp không? Với tôi giật mình, tôi sợ hãi là yeah. tôi sẽ ngủ lại, tôi có thấy phải hoàn thành cái giấc mơ đó, còn nếu không là tôi không ngủ được. Yeah. Có những cái bên tâm linh như vậy, khi mà tôi thấy Hiếu như vậy yeah. là lúc đó là chưa ai thấy Hiếu ra mặt ngoài đời như thế nào, chỉ có những cái viết mà hồi năm 2015 á, 2014 á, là có những cái tấm hình lắp ghép lại á. Dạ. Yeah. Tôi thấy bé Hiếu á, là trong đầu tôi bình tĩnh ra, tôi thấy một cái nhân vật trong tâm linh của tôi. Dạ. Yeah. Và tôi mới nói là người này sẽ cứu được. Và cái hôm mà tôi gặp bà xã, tôi nói thì hiện giờ của tôi gọi là tương đối bà xã đi. Dạ. Yeah. Thì khi đó là một hai đứa vào trong đó là mới phát hiện ra những cái điều rất là biệt. Nhưng giống như Hải chia sẻ cho tôi biết. Dạ. Bé Hiếu là bị nhốt là từ nhỏ tới lớn, nhưng mà bé Hiếu là không hề bị mũi cắn. À. Đặc thù của bé Hiếu. Dạ. Thứ hai nữa, đầu tóc một năm không đội nhưng mà vẫn trắng như của mình là đội hàng ngày. Dạ. Có những điều đặc biệt đó thì tôi mới thấy là cái ngày tôi gặp bé Hiếu là con Minh là mẹ bé Hiếu đó, và nói nếu vào đó nó quấn chú đó, cái tôi mới nói là nếu mà bé Hiếu quấn tôi, đó là số phận của tôi với Hiếu. Yeah. Trả cái kiếp trước thì bây giờ tôi cũng gặp Hiếu, thì do đó Hiếu bỏ trốn. Nhưng mà tôi nói là con này, con ngồi lại đây, chú cho con ăn cái này. Thì bé Hiếu lại là bị bỏ đói mà cũng yeah. bị bỏ đói, cho nên là tôi cho ba trái chôm chôm. Yeah. Bé Hiếu không dám, hình như là bé Hiếu chưa từng biết ăn cái gì. Yeah. Là không có biết cắn. Tôi mới cắn, tôi mới lột thì bé Hiếu ăn, thì bé Hiếu thấy tôi cắn, bé Hiếu mới cắn nữa, ba yeah. trái. Thì tôi bước ra ngoài, tôi kêu ngoài là đưa tôi ba trái nữa. Thật ra bé Hiếu rất là tỉnh, nhưng mà vì cái phản bị nhốt lâu quá thì có thể là bé Hiếu bị trầm cảm. Là bị trầm cảm từ mẹ của bé Hiếu. Và tôi muốn là giúp bé Hiếu là tìm chữa trị tâm lý, tại vì bé Hiếu rất là tỉnh,
mà bé Hiếu là bị điều khiển của mẹ bé Hiếu. Chỉ cần mẹ bé Hiếu mà liếc nhìn một cái hoặc là có cái hành động, một cái hành động nhỏ như lắc dai hay là bất cứ cái gì là bé Hiếu rất là sợ. Tôi có hỏi bé Hiền và bé Hiền thừa nhận với tôi hết. Là bé Hiền nói là anh con không có bị bệnh khùng, nhưng mà vì mẹ bắt em phải nói cho nên là có những quý vị khán giả là nói bé Hiền như thế, thì tôi thấy comment đó về mặt của quý vị thì quý vị biết, quý vị thấy vậy, nhưng mà phải đặt trường hợp mình là đứa con 15 tuổi với mẹ mình, nếu mình có hiếu thì mẹ mình kêu gì mình phải nghe. Cái đó là lòng hiếu thảo, mà người ta nói là hiếu nghĩa duy tiên, cho nên là tôi không trách bé Hiền, mà tôi cũng đính chính cho các quý vị. Thật ra bé Hiền là tên bé Hiếu là tên bé Hiền. Wow, là nên lùn nhau vậy á hả? Đứa mà hiện giờ tóc dài, bị nhốt là đó là Nguyễn Hiền, sinh năm 2000. Còn bé Hiếu là sinh năm 2004. Là đứa trẻ được sinh ngoài. Nó là có những cái kỹ thuật trong gia đình mà chỉ có theo dõi và hỏi han từ đầu thôn tới cuối thôn mới hiểu được. Cái đó là thông tin từ cậu ruột đưa ra. Của cậu ruột đưa ra. Đúng rồi. Vậy là chính xác á. Đó là cậu ruột đưa ra. Là tôi chỉ tới nhà cậu ruột để tiếp chuyện thôi. Cậu sẽ kể từ đầu chi tiết đi. Thì đâu thể nào sai được. Còn cái vấn đề gì nữa là tôi cũng hy vọng cái clip này của anh Dũng lên là tin nóng từ dân. Thì hy vọng các mạnh thường dân có thương cái gia đình ông Minh này với hai đứa trẻ. Mà cái xin cũng xin các quý vị là đừng có gọi là ba mẹ con người rừng. Thứ nhất là ảnh hưởng tới vấn đề chính trị, là một địa phương này không phải em này không phải gì. Tôi cũng giải thích là rõ chỗ là lý do gì báo chí bị sai lầm cái chỗ là từ 2004, là gọi từ 2014 á, là lý do gì nói bé Hiếu là người, bé Hiền là người gừng. Là bé Hiền là bé tóc dài như thế. Bé Hiền là người gừng là vô tình, là lúc đó là O Minh này chưa có khắc khe với bé Hiền. Bé Hiền vẫn sống bình thường, vẫn ăn mặc cũng không ở chỗ, cũng mặc không mặc được mặc quần, nhưng mà bé Hiền thì tham hai tay bắt hai con cá rồi tham con cá nữa. Bé Hiền không loay quay, không biết là làm cái chi mà chỉ cầm con cá ngậm trên miệng để bắt thêm con cá nữa. Vô tình ống kính của báo giới mới chụp ảnh rồi đưa tin là người rừng, là không phải là người rừng, mà là bé gì bé còn nhỏ, bé không được tiếp xúc, không được dạy dỗ, bé làm theo bản năng thôi. Giống như một con khỉ bẻ trái bắp thì kẹp bên đây, bẻ trái bắp kẹp bên đây, khi mình dở lên thì nó gớt tiếp thì cũng bẻ là hết cái đám bắp của người khác. Đó là tôi đứng chính chỗ này cho rồi. Quý vị là đừng gọi ba mẹ con của chị Minh này, chị Minh, em Hiền và em Hiếu là người rừng tội. Tội thứ nhất tội gia đình, tội thứ hai nữa là bêu xấu một xã hội của Việt Nam. Ở đây á, là tôi không có nói gì ngoài các quý vị là tôi khuyên các quý vị như vậy mình cũng làm tạo nghiệp. Khẩu nghiệp của mình là mình không thể đỡ mà chỉ chết mang theo. Cho nên á, là nhờ quý vị là đừng gọi tên ba mẹ con người rừng nữa, mà ba mẹ con bé Hiền Hiếu. Đó là những cái mà tôi, những cái khuất lấp mà hồi đó giờ những báo giới hay là những cái clip đưa lên mà chưa từng có. Tôi nói là không phải là cái này bị nhốt từ nhỏ. Không phải bị nhốt từ nhỏ. Mà mẹ của bé Hiền này nhốt bé Hiền mới mình năm mấy nay thôi. Khoảng năm rưỡi nay thôi. Còn trước kia thì vẫn được đi ra ngoài ăn uống bình thường. Nhưng mà dưới sự khống chế của bà mẹ. Là phải tối thì phải đi trộm đồ, cắp giặt nó đem về cho ăn ngon. Thì những món đồ ăn ngon của nó biết của mấy người ở trên comment hỏi á, tại sao bé Hiền bị nhốt như vậy mà biết hết tất cả món ngon là cái gì á, là cái sự của bà mẹ khống chế. Nếu như nghe lời bà mẹ thì bà mẹ sẽ cho ăn ngon những món ngon, hết món này tới món khác như vậy đó. Thành ra bé Hiền mới biết được nhiều món như vậy. Bé Hiền là tóc dài á. Chứ không phải là nhốt từ nhỏ tới lớn, nhưng mà bắt ở chuồng từ nhỏ tới lớn. Ban đầu á là gia đình chị Minh này không có phải như tệ hại như vậy đâu. Mà vấn đề là bắt đầu từ 2015 á là có nhiều mạnh thường quân về quá.
Dạ. Thì trước đó là chị là đi luyện bọc nè, đi ăn xin nè. Dạ. Chị làm đủ thứ cho hai đứa con. Dạ. Nhưng mà thì từ khi mà báo giới đưa lên chị là người rừng á. Dạ. Thì cái mạnh thường quân mới tới ồ ạt. Dạ. Cho nên là đồ ngon vật lạ gì là chị có hết. Thì từ chỗ đó mà thôi tôi nghĩ nha. Dạ. Theo tôi thôi, từ chỗ đó mà chị quay qua chị làm biếng. À. Ngồi không mà có người ta, cho nên là bữa tôi hỏi chị ta đó là tôi có tôi phát tình trên mà bữa tôi nói tôi hỏi chị ta tại sao như vậy á, chị nói chị tại sao mà chị làm như vậy mà chị không chăm sóc, chị nói là bây giờ tôi ngồi đây người ta cho tiền tôi nói là chị ngồi đây người ta thấy thương chị á người ta mới cho tiền, chị chỉ nói là tôi đâu có xin họ. Họ tự mang họ tới cho tôi chứ tôi chưa hề xin. Yeah. Giống như cái clip mà Hải nó đưa lên tôi cũng nói lại. Yeah. Và tôi mới hỏi gần chị lại một lần nữa, chị dám nói câu đó không, chị vẫn nói không. Cho nên là vấn đề ở đây là bây giờ chị Minh là dùng bé Hiền để làm công cụ để kiếm tiền, môi tiền được Mạnh Thường Quân lợi dụng. Đúng rồi. Cho nên mà cái phương án A của chúng tôi á, hai vợ chồng chúng tôi và Hải đã hỏng rồi. Cho nên chúng tôi phải lọc phương án, tôi có phương án B nhưng mà đang chỉnh sửa lại cho nó hoàn hảo hơn. Cho nên là kể từ hôm mà phát từ cuối cùng đó là chúng tôi là không có duyên hình mà chúng tôi cũng không có thăm cái Hiếu nữa. Có bé Hiền nữa. Tại vì chúng tôi mà can thiệp nhiều quá thì chỉ có, tại vì chúng tôi cũng sợ dư luận chứ. Rất là sợ. Tại vì mình làm lành thiện nguyện nhưng mà có những cái comment tôi nghe là tôi cũng nghe cũng đau buồn, nhưng mà đó là cái nghiệp của tôi, người ta cứ tưởng. Cho nên bây giờ tôi không có sợ nữa, tôi nhờ cái tin nhóm nóng từ dân này tôi gửi lời về gia đình của tôi. Bạn bè người thân của tôi. Là tôi xin hãy tha thứ cho tôi vì cái kiếp người của tôi không còn làm tròn được bổn phận hiếu nghĩa nữa, mà tôi phải là người của bên tâm linh rồi. Cho nên con xin lỗi cha. Con xin lỗi anh em dòng họ, con không làm chủ bản thân con được. Bây giờ là con phải sống cho tâm linh, để thứ nhất là con trả nghiệp rồi vô lượng cái kiếp của con, thứ hai nữa là để giúp cho cha hết bệnh. Cha bệnh ghê, con đã nói với cha là cha không phải là bệnh về cơ thể mà bệnh về bên mặt tâm linh, mà cha không nghe con. Từ khi con đi tới giờ cha thấy là sức khỏe của cha ngày càng tốt, kể cả ông nội cũng vậy. Thì từ chỗ đó là con quyết tâm con đi, con không ngoảnh lại. Cho nên là một chút sau lòng này của con là con gửi đến cha, gửi đến anh chị em dòng họ có xem được clip này, thông cảm cho con và hy vọng là ủng hộ cho con làm việc tốt cho người đẹp, tốt đào đẹp, người tốt đời tốt đời đẹp đạo cao con. Dạ. Con cũng cảm ơn anh cũng cảm ơn là Dũng. Dạ. Dũng cười của tin nóng tin chân. Dạ. Thưa quý vị, các quý vị vừa thưa quý vị, các quý vị vừa thấy anh Lưu vừa trải lòng, một cái trải lòng rất là chân thật của anh về lý do vì sao mà anh lại đồng hành cùng với Hải. Anh phải bôn ba từ miền Nam ra đến tận Huế để giúp cho ba mẹ con chị Minh, em Hiếu, em Hiền. Vì sao như vậy thì quý vị đã biết, đúng không ạ? Ngoài ra anh còn trải lòng về tâm sự về cái gia cảnh của mình, và cụ thể hơn đó là anh đang bị vướng vào vấn đề tâm linh. Anh muốn đi trả nghiệp cái tâm linh này, anh muốn cái tâm linh, những cái việc anh làm nó sẽ giúp cho cha của mình hiện tại đang bị bệnh, mà theo như người cha với người thân nói rằng là cha anh là bị bệnh già, nhưng mà đối với anh đó là đang bị vướng vào tâm linh. Và anh là cái người làm cái bổn phận là đi giống như là đi giải cứu người cha của mình đó. Thì hy vọng rằng qua clip ngày hôm nay mọi người chúng ta hãy đồng cảm hơn và chung tay đồng hành hơn cùng với vợ chồng anh Lưu, chị Nhàn và với bạn Hải ở kênh Cuộc Sống Miền Trung. Có lẽ thì mình xin phép được cái kết thúc câu chuyện này ở đây.
Và tiếp theo thì mình sẽ clip tiếp theo, đó là một cái vấn đề khác, và mọi người hãy đón xem.